Tôi lên lại anh em ơi. Tôi hỏi anh là gì anh ạ? Anh là đồng chí là gì thì? Anh đề nghị em test qua điện thoại đây, ở đây không cho. Em giám sát anh ạ. Không, tôi nói anh có quyền giám sát, anh đứng xoay giám sát. Tôi hiện tại đâu, anh đang làm việc với tôi mà. Tôi đề nghị em test điện thoại đi. Anh đang làm việc với tôi mà, tôi phải giám sát các anh, hiện tại các anh làm việc với tôi chứ, bây giờ anh bảo là sao tôi tắt điện thoại đi. Nhưng mà hiện tại tôi phải biết anh tên gì ạ? Tôi yêu cầu anh test điện thoại. Tôi không tắt anh ạ. Các anh muốn xử lý cân tải trọng như nào cũng được, tôi lúc nào rất là hợp tác, xe tôi đi lại đây nhiều. Anh em tôi xem, tôi lên like lại. Tôi bảo tôi hợp tác mà tôi đưa giấy tờ, hiện tại nãy tôi đưa giấy tờ cho các anh rồi. Tôi phải kiểm tra chứ, bây giờ tôi phải kiểm chứng bây giờ hiện tại cái anh, các anh đủ điều kiện cân hay không chứ. Bây giờ bây giờ anh là mang cái cân nào mà ra, ví dụ mà xe tôi có, ví dụ có 16 tấn, các anh cân lên tận 20 tấn thì chết tôi à, đúng không? Bây giờ tôi phải biết là cân này có phải được bộ công an có tem kiểm định, có giấy kiểm định hẳn hoài không không. Anh xem cái vụ hôm qua Bắc Linh chưa, hai cái cân này ra đều sai hết anh ạ. Tôi bắt ở đâu, tôi cân ở đấy anh ạ. Anh em lên lại ô tô cái. Tôi mật khẩu Facebook mà nhập sai mà còn nhập sang đây không biết là như nào. Bây giờ sai. Em giải thích cho anh nghe. Cái việc kiểm soát là nếu như mà chúng tôi đưa cái tại thời điểm đó, tại thời điểm nay phát hiện mà anh không chấp hành cái việc căng thì đến như anh được. Tôi chấp hành ý ạ. Tôi có chấp hành nhưng mà hiện tại nãy là tôi đưa đánh đây. Anh ơi, để anh để em biết là tên anh tên gì đó. Hiện tại là theo thông tư 65 là hiện tại là các anh lập chốt ở đây, nói chung là anh có đủ theo cái thông tư 34 chưa? Nghị định 120 theo thông tư 11 cái gì nhỉ? Thông tư 34/2021 ạ. Anh đủ điều kiện chưa? Hiện tại là anh, các anh dừng xe dưới dốc như này đủ điều kiện chưa? Lúc đầu anh, các anh lập chốt ở dưới dốc. Hiện tại là sau về các anh đuổi tôi lên dưới đỉnh dốc này, hiện tại đang dốc đi ạ. Mà hiện tại là lập chốt của theo hiện tại là ban đêm mà, hiện tại không có bóng đèn mà là cảnh báo gì cả. Các anh đủ điều kiện chưa? Nói chung là tôi không tắt anh ạ. Nói chung không phải tôi bảo tôi sai, tôi sai ở đâu tôi chịu trách nhiệm ở đấy. Tôi đủ trên 18 tuổi rồi. Tôi sinh năm 93, hiện tại 30 tuổi, tôi đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nói chung hình như là lần nọ, hình như là anh hay là ai cũng nói là đến Thành Mỹ này mà tôi cũng không nhớ, lần đấy tôi cũng không nhớ tên. Lần đấy xin xóa video một lần rồi mà. Nói chung là tôi cũng chẳng gì có gì các anh đâu. Tôi chỉ làm đúng theo là quy định của pháp luật thôi. Sai đâu tôi chịu đấy. Xe đâu sai đâu tôi chịu đấy. Tôi là chủ xe, người là lấy xe lên luôn. Như vậy thì anh thấy anh đúng cái gì, anh sai cái gì không? Xe tôi á, xe tôi hiện tại đang đi như này, có đang lên dốc như này, các anh thấy tôi là hiện tại tôi chưa thấy, tôi thấy chưa thấy là tôi sai. Hiện tại xe tôi vẫn đang lưu hành bình thường. Mà các anh thấy tôi dưới dốc. Mà dưới dốc tôi không dừng được, tại vì đang dưới dốc mà. Nên tôi phải leo lên dốc mà các anh hiện tại lên đỉnh dốc này này, mà hiện tại vẫn đang dốc. Mà các anh với tôi để ở đây. Tôi đề nghị anh thông tư 34/2021 là bây giờ các anh lập chốt ở đây đúng chưa? Tôi chỉ hỏi một điều thế thôi. Mà các anh lập chốt ở đây có bóng đèn bóng ấy ra để cảnh báo người dân chưa? Để xe cộ đi lại chưa?
Đây các anh vấy xe tối tôi xuống rồi, các anh cứ trước các cái lấy cái gì để cảnh báo để xe sau đi lại đây này. Chốc nón đâu ạ? À? Anh còn phải bây giờ anh phải lấy ra xe đằng sau xe tôi để người ta đi tham gia thông giao thông người ta còn biết chưa? Các anh được đi học, được đi ăn học đàng hoàng mà các anh làm không đúng như thế là các anh cảm thấy thế nào? Nếu mà không phải tôi mà các anh phải là người khác thì các anh lùa gà. À, nếu mà tôi phát ngôn sai ấy, bao nhiêu tiền, nói chung là mức phạt của tôi bao nhiêu tiền tôi biết anh ạ. Tôi chấp nhận phạt mà. Các anh đừng cầm giấy tờ của tôi đấy. Anh em ơi cho xem giấy tờ nhá. Chấp hành rồi nhưng mà hiện tại người ta chưa chứng minh được thôi chứ mình lúc nào cũng chả chấp hành. Chạy từ Bắc vào Nam người ta lúc nào chả chấp hành. Mà đội này mình được gặp rồi. Nào ạ, tôi đưa giấy tờ rồi các anh làm việc được không ạ? Các anh làm mất thời gian của tôi lâu quá. Đến lúc tôi chưa, các anh chưa chứng minh được các anh là lực lượng chức năng thì tôi chưa đưa giấy tờ mà bây giờ tôi đưa giấy tờ xong bây giờ các anh chứng minh được các anh lực lượng chức năng rồi mà tôi đưa giấy tờ các anh hiện tại các anh vẫn chưa làm việc. Không biết là chuyên môn của các anh được đi học về đào tạo đến đâu. Anh cứ nhớ lấy con biển của tôi mà tí cả cái cân không đủ tải, anh cứ nhớ cái con biển của tôi là sao nếu mà quá tải hay như nào thì các anh cứ cân thoải mái. Nào có anh làm việc không hay là gọi hỗ trợ sang nhỉ? Hay là đang bắt đầu mang giấy từ dưới kia lên. Cái giấy kiểm định đi anh ạ. Nếu mình muốn quay giám sát mọi người đứng ở ngồi quay không. À không, bây giờ nếu mà anh không giám sát không được quyền được vào trong chỗ anh Tuấn ơi. Anh Tuấn ơi, em mau nói anh Tuấn như này nữa. Nếu mà anh muốn làm việc ấy, nếu một người dân không vào ấy, bây giờ anh phải căng một cái dây. Anh không phòng nữa gì. Mà anh lại trước đầu xe nên tôi căng xe đi với anh. Ô, tôi chưa được xem bây giờ tôi chưa được xem cái giấy tem kiểm định của anh bây giờ là cân. Tôi chưa. Anh em ở đuổi lý rồi anh em ơi. Đấy. Hiện tại tôi chưa được xem cái giấy kiểm định với cả cái tem kiểm định. Tem ở đây có rồi nhưng không biết là có phù hợp cái giấy kiểm định không. Chưa có xe đi ở đây. Nên là các anh yêu cầu cơ cân tôi sẽ chưa cân. Ủa giờ các anh cứ cười hỏi đi. Nói chung là anh làm việc như này không đúng tác phong của ngành lực lượng công an nhân dân đâu đấy. Năm điều Bác Hồ dạy mà các anh đi làm vậy à? Đi làm sao anh? Đi làm mà các anh nói chuyện kiểu là nói chuyện với dân kiểu vậy à? Không, đầu kia vô trong. Tức là ngoài này. Đây xe tôi đây, các em ơi. Mời các quân, bây giờ tôi được xem cái giấy kiểm định của anh chưa ạ? Tôi biết bây giờ cái cân này có đủ điều kiện cân hay không? Tôi không biết ạ, cái tem này tôi ngày tôi làm mấy lần được ông thưa ông Quang ạ. Làm được. Ông thưa ông Quang ạ. Đây là
Hôm qua đừng có lùa gà như kiểu là vụ hôm qua băng linh vậy. Nói chung là đừng 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 để đến lúc mà là cái đại tin ai. Anh em ơi, cho theo cái giấy kiểm định cho xem này, cho phải cân này này. Cái tem này ngày mình làm được mấy cái nhá. Ơ, tao biết là cái cân này có đủ điều kiện cân không anh? Tôi không biết là cái cân này đủ điều kiện cân, còn ví dụ xe tôi 16 tấn là 22 tấn thì sao? Ơ, khiếu nại khiếu kiện. Lúc ghế là tôi khiếu nại khiếu kiện thì cũng chả được anh ạ. Tôi phải được xem cái đấy tem kiểm định với cả người ra cân tôi này. Anh em để tôi sạc cái điện thoại này đó. Ba cái điện thoại mà là gần hết pin cái sợ được. Thạc vào để lấy năng lượng. Đúng rồi anh ạ. Đúng rồi. Còn đấy xe em bị vòi rồi anh ạ. Nói chung là đội anh là nọ có một động dưới Thành Mỹ rồi. Nói chung là không biết là tối hôm nay có phải gặp của đội anh hay không. Có một đội đang gặp ở dưới Thành Mỹ anh ạ. Em là đâu quê đâu? Em gốc Cao Bằng nhưng mà giờ sinh sống ở Yên Phong Bắc Linh. Anh là cũng người Hải Dương, cho anh Nam lại bắt. Vâng, em vẫn hợp tác mà em nãy em cũng không hợp tác đâu anh. Anh Hùng nãy em có phải không hợp tác đâu, em vẫn hợp tác bình thường mà. Em vẫn hợp tác bình thường mà anh. Nãy giờ có ai làm gì anh không? Anh không, nói chung là không làm gì cả, nhưng mà nó
Nói chung là em vẫn hợp tác bình thường mà, có gọi em không hợp tác đâu. Đúng không? Em vẫn quay video, em bảo là vẫn đầu từ đầu mà em không hợp tác đâu. Hợp tác bình thường chứ. Em đi đâu em cũng hợp tác à? Thì em cũng vẫn hợp tác bình thường đấy chứ. Cần tôi chưa, em chưa được, nói chung là tôi chưa, tôi nói sao tôi không đòi, đấy là quyền công dân của tôi mà, tôi đấy là quyền công dân của tôi. Tôi thưa anh Hùng này, tôi có quyền công dân của tôi. Đáp ứng nhưng mà cái cân này nó đủ tiêu chuẩn để cân theo tôi hay không? Đây là cân của bộ công an cấp cho đoàn. Nhưng tôi làm sao biết là cân được của bộ công an không? Cái tem kiểm định số seri còn chưa có. Cái đấy kiểm định đâu anh? Cái đấy cử tất cả đều có hết. Đâu lấy giấy kiểm định về thêm còn cái tem rồi còn. Gì mời anh về khi anh vô cơ quan chúng tôi sẽ cung cấp cho anh. Bây giờ anh đi làm ấy, bây giờ anh mang một cái cân không, anh bảo là bây giờ lại bảo là mang về cơ quan là như nào?